chung kết. Hai đội sẽ thực hiện bắn mục tiêu bóng bay theo màu lựa chọn. Mỗi thành viên của mỗi đội sẽ có 4 viên đạn và 4 mục tiêu để bắn. Mỗi mục tiêu bị bắn trúng tính 1 điểm. Đội có nhiều điểm hơn là đội thắng chung cuộc. Trước khi bước vào cuộc thi, đồng chí Sang sẽ chọn màu gì ạ? Em sẽ chọn màu xanh lá cây đậm. Rồi Sang vào vị trí, quy chuẩn bị bắn. Lắp đạn. Cố lên, cố lên, cố lên. Ui. 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 Quốc vào vị trí. Cố lên. Quy chuẩn bị bắn. Khi mà đội cái bắn hụt một viên thì đội em sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Được. Gạch nó khó. Là lo cho Ngân, bởi vì là trước giờ nhà Ngân khá là yếu và rất là kiểu không có thể nào tham gia những cái chương trình mà mạnh như thế này. Thế cho đây là cái lúc mà em thấy là Ngân bắn phải bắn cả 5 quả bóng thì em rất là áp lực. Ok. Ở lượt bắn của các thành viên nữ, Thảo Nari và cô Ngân sẽ luân phiên bắn từng viên một. Mỗi người có 4 viên đạn và 4 mục tiêu. Mỗi mục tiêu bắn trúng tính 1 điểm. Riêng với cô Ngân sẽ phải thêm 1 mục tiêu bóng đỏ của Quốc ở phần thi trước, tổng là 5 mục tiêu. Rồi, mời bạn Thảo vào vị trí. Cố lên, nhắm chính xác cái đầu ở trước á. Quy chuẩn bị bắn. Quy chuẩn bị bắn. Lắp đạn. Okay, đấy, rồi.
hít thở sâu 2-3 nhịp để xịt lên, chống cái khử tay xuống. Mà Ngân bắn một lúc nổ cả một quả màu đỏ của em và một quả của Ngân thì lúc đấy mới là lúc mà kiểu em vỡ òa, bởi vì là thật sự thì em đặt cho Ngân một cái gánh nặng rất là cao, đấy chính là phải bắn vỡ được cả 5 quả, bởi vì là chỉ cần như thế thôi là có nghĩa là Ngân đã vượt qua chính mình rồi. Huy chuẩn bị bắn. Ngay khi mới bắt đầu đến đây tập luyện ấy, thì mình không nghĩ được là mình sẽ bắn tốt như vậy đâu mọi người ạ. Lúc đó mình sợ lắm, sợ kinh khủng lắm ấy. Bất ngờ luôn về cái khả năng của mình có thể nhắm và bắn được tốt trong ngày hôm nay.